Anh em đang cần tìm giả lập mượt và nhẹ cho laptop và PC của anh em, truy cập ngay dưới phần mô tả của video này, tải hai cái phần mềm giả lập này về cho mình. Hai phần mềm giả lập cực kỳ nhẹ, cài đặt cực kỳ đơn giản, click và download ngay anh em nha. Rồi, ok, xin chào anh em. Một cái con game mình đoán chắc chắn là sẽ hot nhất năm 2022. Như anh em đã biết thì bộ anime My Hero Academia là một trong những cái bộ mà được rất là nhiều hãng game, rất là nhiều nhà phát triển game sử dụng nó để mà phát triển ra những cái tựa game hay và hot. Và ngày hôm nay thì kênh Đưa Game sẽ gửi đến cho anh em một cái gameplay của một cái con game cũng sắp sửa ra mắt rồi anh em ạ. Con game này có tên đầy đủ đó là My Hero Academia Ultra Rumble. Đấy, game Battle Royale em nhá. Battle Royale giống như kiểu game PUBG ấy. Nhưng mà cái tựa game này thì hiện tại mới có cái thông tin đó là hỗ trợ trên cái nền tảng PC, PlayStation, Xbox One và Nintendo Switch nhá. Còn ngày vào ngày 17 tháng 1 đến ngày 28 tháng 1 này thì nó sẽ thử nghiệm cái tựa game này ở bên Nhật, ở trên cái hệ máy đó là PlayStation 4 em nhá. Đấy, một cái game Battle Royale của một cái bộ anime anh em nhá. Bộ anime cực kỳ hot và cực kỳ được nhiều fan rồi em ạ. Fan của cái dòng anime này đông lắm em ơi. Đấy, và trước mặt anh em đây là gameplay con game này. Con game này thì có cái hay ở cái chỗ đó là Battle Royale và 24 người chơi thôi nhá. 24 người chơi với 8 team thôi, không có nhiều em ạ. Đấy, mỗi đội thì sẽ có 3 người. Và anh em sẽ nâng cấp các cái nhân vật của chúng ta, tăng cường bằng các cái hệ thống thẻ khi mà chúng ta ở trên map ấy. Ví dụ anh em mở rương, anh em giết người khác, anh em sẽ lấy cái thẻ đó để update, nâng cấp cái nhân vật lên. Ok, và lưu ý một cái điều hay hơn nữa của cái tựa game này đó là tất cả các cái nhân vật trong game thì đều có thể là mở được free nhá. Và chúng ta sẽ có thể có được thêm đó là gacha trang phục nữa. Đó, em có thể là sử dụng cái vòng gacha để mà roll ra những cái trang phục cho nhân vật. Đấy, tất cả các nhân vật đều được free và nó sẽ được mở miễn phí ở ngay đầu nha. Anh em nào có dòng PlayStation 4 thì lưu ý là từ ngày 17 tháng 1 đến 28 tháng 1 này thì nó sẽ test ở bên Nhật nha. Ok, mong là nó sẽ có cái bản mobile cho anh em trải nghiệm. Như anh em đã biết thì ở bản PC tựa game PUBG Mobile nó ra mắt một thời gian khá là dài, sau đó mới có được cái bản của mobile em nhé. Đấy, bản PC ra lâu rồi mới có bản mobile, tại vì là nó còn theo dõi xem là con game nó có hot hay không để mà nó phát triển ở bên mobile. Chứ không hot mà phát triển ở trên mobile thì cái lượng người chơi không đông và nó sẽ khiến cho nhà phát triển, nhà phát hành mất rất là nhiều công sức và tiền bạc. Đấy, con game này hiện tại đang chơi ở trên cái dòng đó là PlayStation em nhá. Ok, game quá đẹp luôn, thiết kế đồ họa 3D của nó phải nói là đẳng cấp em ạ, rất là đẹp luôn anh em ạ, đồ họa 3D nha. Hiện tại thì đây là cái video mà mình sử dụng ở trên cái kênh YouTube chính chủ của Bandai Namco em nhá. Mình cứ Bandai Namco lằng nhằng quá, Bandai Namco là chuẩn em ạ. Đấy, nhà phát triển, nhà phát hành cái tựa game này em nhá. Rồi, ok. Đây là cái này là đó là ấy anh em ạ. Cái này nó là chuẩn của nó là các cái nhà phát triển, các cái người được mời trải nghiệm cái tựa game này ở bên trụ sở của Bandai Namco, chứ không phải là nó đã ra mắt rồi nha. Đây chỉ là cái bản trải nghiệm của những cái người sản xuất, những cái người được mời trải nghiệm thôi em. Ok. Tuy là mới có cái hình ảnh đầu tiên nhưng con game rất là mượt, rất là ngon. Nhiệm vụ của anh em thì đơn giản thôi, nâng cấp nhân vật của anh em lên, sau đó thì sử dụng kỹ năng của nhân vật, sử dụng mọi thứ của cái tựa game này có để mà top 1 em nhá. Lượng người chơi không nhiều nên do đó là mình nghĩ cái trận đấu này nó cũng sẽ nhanh thôi anh em ạ. Các cái nhân vật trong My Hero Academia rất là quen thuộc của chúng ta. Đấy, các cái nhân vật ví dụ như là Izuku này, ví dụ như là All Might này, ví dụ như là Kasuki này. Đấy, hiện tại thì ba cái nhân vật chính có mặt ở trong cái video này thôi em nhá. À, một cái team thì nó sẽ có 3 nhân vật. Chắc là đội ngũ quay video này, trải nghiệm cái video này thì họ đã sử dụng 3 cái nhân vật chính. Còn lại thì nó sẽ còn nhiều những cái nhân vật khác rất là quen thuộc ở trong bộ My Hero Academia. Ở bên team khác và anh em có thể thấy là thêm được vài cái nhân vật khác nữa em nhé. Nhiều cái nhân vật khác nữa. Mình nghĩ là với cái bản test sắp tới bên Nhật thì nhân vật nó sẽ chưa được đầy đủ. Mình nghĩ là như vậy, nó sẽ còn update thêm nhiều những nhân vật mới ở trong những cái bản tiếp theo. Thực sự là rất là hóng trải nghiệm cái tựa game này ở trên PC. Rất nhiều luôn anh em ạ, rất là hóng nha. Mọi thông tin update về cái tựa game này thì mình sẽ update lên kênh TV Game. Do đó là
anh em nào có đam mê với cái bộ My Hero Academia và với cái tựa game này My Hero Academia Ultra Rumble, hãy đăng ký kênh và cho thông báo để mà update liên tục thông tin về con game này nhé. Sử dụng các cái kỹ năng của nhân vật để mà tiêu diệt đối phương, giành top thôi anh em. Có vẻ là con game này nó cũng khá là căng thẳng đấy, không hề đơn giản thế nào cả. Chúng ta có thể là áp sát các cái nhân vật bên địch để mà xả các kỹ năng em ạ, hoặc không thì chúng ta có thể là xả từ xa. Game này lắm cái thứ thú vị lắm anh em. Để mà theo dõi được full cái video live stream của cái tựa game này ở trên nền tảng YouTube, anh em có thể là truy cập vào dưới phần mô tả của video nhé. Mình sẽ để cái kênh YouTube chính thức của Bandai Namco để mà cho anh em có cái nhìn toàn cảnh nhất về cái con game này. Thực ra thì mới 10 phút đấy, với 10 phút này thì chúng ta có thể là trải nghiệm cái con game này và hiểu cũng khá chi tiết về con game này rồi, không cần phải xem thêm nữa. Video chính của nó là gần tiếng rồi anh em ạ, livestream gần tiếng cơ, và nó không được full màn như này đâu. Bản livestream chính thức của cái tựa game này ở bên kênh YouTube chính chủ, nó có cái nền và cái video gameplay nó khá là nhỏ em ạ. Để zoom to lên thì ta mới có thể là theo dõi được cái tựa game này, theo dõi chi tiết em nhá. Fan của My Hero Academia chắc chắn không thể nào bỏ qua cái tựa game này được. Nhưng mà lưu ý là hiện tại thì nó theo thông tin thì nó mới chỉ là hỗ trợ ở trên các cái nền tảng của PC, các cái hệ máy PlayStation, Nintendo Switch thôi. Còn mobile thì chắc là mình nghĩ là chưa em ạ. Mình nghĩ là chưa đâu, còn dài đấy. Với cái phiên bản này, mình nghĩ là mobile chắc chắn là rất là hot. Nhưng mà thông tin về bản mobile thì chưa có gì cả em nhé. Con game này mình thấy là có cái cách, có cái kiểu đồ họa này. Có cái kiểu đồ họa mình thấy là nó khá là giống cái tựa game Battle đang khá là hot cũng lâu lắm rồi. Ở trên cái hệ PC và mobile cũng đã có rồi, nhưng mà mobile thì phải máy mạnh mới chiến được em nhé. Máy mạnh mới chiến được con game sinh tồn nhảy dù, quên cha nó mất tên rồi anh em. Con game gì nó có rất là nhiều người chơi này. Kèm theo đó là có được cái lượng trang phục rất là nhiều, hợp tác, sự hợp tác với các cái hãng anime vừa rồi, như là hợp tác với Naruto hay sao anh em. Đấy, cái vòng bo của cái tựa game này thì cũng sẽ có nha, nó sẽ dần thu hẹp lại rồi. Ok, đấy, có máu, có huyết, hồi máu như bình thường, các cái bình máu ở trong các cái hòm rương ta có thể là sử dụng để mà hồi lại máu cho nhân vật nha. Lắm trò lắm anh em ạ. Đây là cứu đồng đội này, chúng ta có thể là cứu được đồng đội khi mà bị gục nha. Không biết là nó có cái chế độ chơi đơn hay không, hiện tại chúng ta đã được trải nghiệm cái chế độ chơi 3 người. Đồ họa thực sự đẹp lắm ạ. Đương nhiên là game PC thì chúng ta đương nhiên là game nó phải đẹp rồi, chứ đến thời điểm hiện tại năm 2022 rồi mà các cái tựa game nó còn đồ họa dở dở thì lượng người chơi sẽ không đông đâu anh em. Xả chiêu có vẻ nó cũng hơi căng nhỉ, chơi những hệ máy PlayStation có vẻ cũng hơi căng. Các cái nhân vật được thiết kế chuẩn nguyên tắc anime nha. Vừa rồi thì mình giới thiệu cho anh em một cái con game cũng đề tài về My Hero Academia, đó là My Hero Ultra Impact, con game turn-based trên mobile, cũng sắp có cái bản global rồi. Có vẻ như là năm 2022 này cũng nhiều game My Hero Academia ra mắt đây anh em, trên cả PC và cả mobile, trên rất là nhiều những cái hệ máy khác nữa. Và rồi, ok, đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay về cái con game này, con game My Hero Academia Ultra Rumble, một con game Battle Royale đề tài về My Hero Academia, bộ anime đang cực kỳ hot ở thị trường Việt Nam chúng ta và cả thị trường quốc tế nữa. Sau khi mà anh em xem xong video này có suy nghĩ gì về gameplay con game trên, hãy comment bên dưới giúp mình nha. Còn bây giờ thì chúc anh em trải nghiệm cái video gameplay con game này vui vẻ, và hẹn lại anh em vào những video tiếp theo. Bye.